mặt thật của cái gọi là Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam. Được thành lập ngày 25 tháng 11 năm 2013, cái gọi là Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam, Vietnamese Women for Human Rights, được những kẻ thành lập khoác lên mình cái vỏ bọc mỹ miều là đại diện một cách độc lập, công bằng và vô vị lợi cho toàn thể những người phụ nữ đã, đang và sẽ bị tổn thương về nhân quyền. Thế nhưng bản chất không phải như vậy. Trên thực tế, Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam cũng chỉ là một trong số những hội nhóm mà các thế lực thù địch tạo dựng lên nhằm tập hợp lực lượng, tạo dựng ngọn cờ. Mà ở đây, chúng hướng đến nhóm đối tượng là phụ nữ, sống thiên về tình cảm, dễ động lòng bao dung, trắc ẩn để lôi kéo, thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình đối với Việt Nam thông qua việc lợi dụng vấn đề dân chủ nhân quyền. Thời gian qua, nhiều đối tượng trong Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam đã có những hoạt động chống phá đảng và nhà nước, vi phạm pháp luật nghiêm trọng, tiêu biểu trong số đó là Trần Thị Nga và Huỳnh Thục Vi. Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam, Vietnamese Women for Human Rights, cái tên mỹ miều che đậy bản chất xấu xa bên trong. Với việc lựa chọn cái tên Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam, khiến người ta dễ lầm tưởng đến một tổ chức tốt đẹp được lập ra để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ. Cùng với đó là việc xây dựng tôn chỉ hoạt động theo kiểu lập lờ đánh lận con đen, bóp méo, xuyên tạc về bức tranh nhân quyền của Việt Nam, đặc biệt là đối với phụ nữ, để rồi chúng tôi vẽ ra mục đích tốt đẹp hướng đến việc bảo vệ nhân quyền, nhân phẩm phụ nữ. Chúng cam kết góp vai trò của mình vào mục tiêu kiến tạo một xã hội Việt Nam tôn trọng nhân quyền và là một bộ phận không thể tách rời trong số các định chế bảo vệ nữ quyền trên thế giới. Bản chất của tổ chức này chính là một trong những tổ chức xã hội dân sự độc lập, hoạt động cấu kết, móc nối với các tổ chức phản động, tổ chức khủng bố và các đối tượng chống đối trong và ngoài nước. Tham gia trả lời đài báo nước ngoài để cung cấp thông tin sai lệch, xuyên tạc về tình hình đất nước. Sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, cổ suý, hà hơi, tiếp sức cho những hoạt động chống phá đảng, nhà nước của số đối tượng là nữ giới như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga, Huỳnh Thục Vi, Huỳnh Thị Tố Nga, Vũ Thị Dung, Nguyễn Thị Ngọc Sương. Bọn chúng tìm mọi cách hạ bệ vai trò quan trọng của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, kích động, lôi kéo phụ nữ trong nước tham gia vào tổ chức nhằm thực hiện các hoạt động chống đối chính quyền và trên thực tế đã có những người nhẹ dạ cả tin tham gia. Tuy nhiên, những hoạt động chống phá và vi phạm pháp luật này không thể qua mắt được cơ quan chức năng Việt Nam. Ngày 25 tháng 7 năm 2017, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Nam đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Nga 9 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Nam, trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2014 đến tháng 1 năm 2017, Trần Thị Nga đã trực tiếp lập các tài khoản blog Facebook cá nhân Thúy Nga, Trần Thị Nga và trang YouTube Trần Thúy Nga, đã làm ra tàng trữ 13 video clip có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin, bịa đặt và sử dụng trang mạng xã hội để đăng tải các video clip nhằm truyền bá những tư tưởng phản động, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, gây hoang mang trong nhân dân, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, gieo rắc sự nghi ngờ, bất mãn với chính quyền nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trần Thị Nga còn viết, dán nhiều biểu ngữ có nội dung bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lực lượng công an, tẩy chay bầu cử Quốc hội khóa 14 và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 30 tháng 11 năm 2018, Tòa án Nhân dân thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thục Vi 2 năm 9 tháng tù về tội xúc phạm quốc kỳ. Theo cáo trạng, xuất phát từ ý thức coi thường pháp luật của nhà nước, vào khoảng 11 giờ ngày 1 tháng 9 năm 2017, bị can Huỳnh Thục Vi đi xe máy đến trước nhà số 1222, đường Hùng Vương, phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ. Tại đây, Vi một tay cầm lá cờ, một tay dùng bình sơn mini, xịt sơn trắng lên chính giữa ngôi sao của hai lá cờ Tổ quốc, do Ủy ban Nhân dân phường Thống Nhất cắm trước số nhà 1222 và 1224 đường Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 72 năm ngày cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Sau khi xịt sơn, bị can Vi dùng điện thoại di động chụp hình Vi cùng hai lá cờ bị xịt sơn rồi vứt bỏ bình sơn vào thùng rác bên đường và về nhà.
Đến 12 giờ 16 phút cùng ngày, bị can Vi đăng hình ảnh chụp với hai lá cờ Tổ quốc bị xịt sơn lên mạng xã hội Facebook và ghi nội dung phản đối lễ lạc bằng cờ đỏ sơn trắng với những hoạt động chống phá của các đối tượng nằm trong cái gọi là Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam kể trên đã bộc lộ rõ bản chất của tổ chức này. Rõ ràng, đây chính là một tổ chức phá hoại, đi ngược lại lợi ích của dân tộc, thúc đẩy xã hội dân sự, âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch. Nằm trong âm mưu của các thế lực thù địch nhằm thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình, Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam cũng chỉ là một trong số những tổ chức được các thế lực thù địch lập nên. Về bản chất, những tổ chức tương tự như thế này đã và đang là những con rối trong bàn tay của những kẻ ẩn nấp phía sau bóng tối chỉ đạo và giật dây. Tất cả những hoạt động này nhằm hướng đến việc thực hiện hóa âm mưu, ý đồ thâm độc của các thế lực thù địch là thúc đẩy sự phát triển của xã hội dân sự ở Việt Nam, làm tiền đề thiết lập chủ nghĩa đa nguyên đa đảng. Trong quá trình đó, chúng triệt để lợi dụng chiêu bài dân chủ nhân quyền, hướng lái các tổ chức mà chúng gọi là xã hội dân sự và các hoạt động chống phá đảng, nhà nước và nhân dân. Hội Phụ Nữ Nhân Quyền là một ví dụ tiêu biểu, tổ chức này có khuynh hướng đi theo mục tiêu chính trị, đề cao các giá trị tự do, dân chủ, nhân quyền của chủ nghĩa tư bản, bóp méo bức tranh nhân quyền ở Việt Nam mà đặc biệt là đối với phụ nữ. Những kẻ thành lập ra tổ chức này đã mù quáng đưa ra nhận định rằng, tuy nhiên hiện nay, người dân Việt Nam vẫn chưa có cơ hội thụ hưởng nhân quyền theo đúng ý nghĩa tốt đẹp và nhân bản nhất của nó. Bằng chứng là nhiều người bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam vẫn đang tiếp tục bị đàn áp bằng nhiều hình thức, đặc biệt là phụ nữ. Chúng ta thấy rằng những luận điệu trên là mù quáng và hoàn toàn không có cơ sở. Trên thực tế, ở Việt Nam, quyền của phụ nữ thực sự được đề cập đến từ khi nhân dân ta giành được độc lập từ tay thực dân phong kiến. Điều 9 Hiến pháp năm 1946 khẳng định, đàn bà ngang quyền đàn ông về mọi phương diện. Từ đó đến nay, quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ từng bước được hoàn thiện trong những lần sửa đổi hiến pháp và cụ thể hóa trong các văn bản pháp luật như Luật Bình đẳng giới, Luật Bảo hiểm xã hội, Bộ luật Lao động, Luật Hôn nhân và Gia đình. Có thể nói, quyền của phụ nữ Việt Nam trong các bản hiến pháp và các văn bản pháp luật đều thể hiện rõ hai yếu tố căn bản, đó là bình đẳng và ưu tiên. Có những quyền được pháp luật xây dựng bảo đảm quyền bình đẳng giữa nam và nữ trước pháp luật nhằm xóa bỏ sự phân biệt đối xử trong công việc, trong đời sống chính trị, kinh tế và trong đời sống gia đình. Còn quyền ưu tiên trong việc tuyển dụng, sắp xếp công việc, nghỉ hưu có tác dụng tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ thể hiện khả năng của mình với việc đóng góp ngày càng nhiều cho gia đình và xã hội, đồng thời tránh rủi ro trong nghề nghiệp, trong cuộc sống gia đình và xã hội. Trong báo cáo Phát triển con người năm 2016 với tiêu đề Phát triển con người cho tất cả mọi người, được Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc công bố tại Hà Nội sáng ngày 26 tháng 4 năm 2017, Việt Nam với chỉ số bất bình đẳng giới là 0,337, xếp thứ 71 trên 195 quốc gia vùng lãnh thổ, tiếp tục nằm trong 3 nước có thứ hạng tốt nhất, tương ứng với chỉ số bất bình đẳng thấp nhất trong các nước ASEAN. Với thành tựu này, Liên Hợp Quốc đánh giá Việt Nam là điểm sáng trong việc thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ, một trong những nước có thành tựu về bình đẳng giới cao và được xếp vào nhóm nước có thành tựu bình đẳng giới tốt nhất khu vực Đông Nam Á. Điều này thể hiện sự tiến bộ vượt bậc của Việt Nam trong việc thực hiện bình đẳng giới. Từ những phân tích, luận giải trên, chúng ta có thể thấy rõ bản chất của cái gọi là Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam. Đây chính là một tổ chức phi pháp, hoạt động chống phá đảng, nhà nước Việt Nam, đi ngược lại với lợi ích của dân tộc. Người dân, đặc biệt là chị em phụ nữ, cần cảnh giác để không bị chúng lợi dụng, lôi kéo.